Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, trong một tuyên bố đáng chú ý mới đây, Thủ tướng Viktor Orbán, nhà lãnh đạo Hungary, quốc gia thành viên của NATO, tin rằng ông Donald Trump trở lại làm Tổng thống Mỹ sẽ là điều tốt hơn cho thế giới. Hãng tin RT dẫn lời Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho rằng ông Donald Trump có thể ngăn chặn cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 vào tháng 11 tới và trở lại Nhà Trắng. Ông Orbán, người có mối quan hệ lâu dài với ông Trump, nêu bình luận này trong bài đăng trên Facebook về cuộc gặp gỡ của ông với ông Trump tại dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ thứ 45 ở Florida. Thủ tướng Hungary cho biết, trong thời gian nắm quyền từ năm 2017 đến năm 2021, ông Trump là Tổng thống của hòa bình, được cả thế giới tôn trọng và do đó tạo điều kiện cho hòa bình. Không có xung đột ở Ukraine cũng như Trung Đông vào thời điểm đó. Thủ tướng Hungary nhấn mạnh, ngày nay sẽ không có chiến tranh nếu ông Trump là Tổng thống Mỹ. Theo ông Orbán, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông đã đồng ý rằng sẽ có hòa bình nếu có những nhà lãnh đạo thế giới mong muốn hòa bình. Thủ tướng Orbán nói thêm, ông tự hào vì Hungary là một trong những quốc gia đang nỗ lực vì hòa bình. Kể từ khi bắt đầu xung đột Nga-Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Hungary đã liên tục kêu gọi giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng. Không giống như các nước láng giềng EU, Budapest từ chối cung cấp vũ khí cho Kiev, duy trì quan hệ kinh tế với Moscow và chỉ trích các lệnh trừng phạt Nga của EU là phản tác dụng. Nga đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đối thoại, nhưng cho biết chưa nhận được bất kỳ đề xuất hợp lý nào từ Ukraine hoặc những người ủng hộ Kiev ở Mỹ và EU. Trong điều kiện như vậy, Nga không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của mình ở Ukraine thông qua các biện pháp quân sự. Thủ tướng Hungary giải thích, mục đích chuyến thăm Florida của ông là để nói thẳng thắn rằng nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của ông Trump sẽ tốt hơn cho toàn thế giới, không chỉ cho mối quan hệ giữa Budapest và Washington. Thủ tướng Hungary nói thêm, tất nhiên chính người dân Mỹ sẽ quyết định ai sẽ là nguyên thủ quốc gia tiếp theo của họ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đả kích cả ông Trump và ông Orbán trong thời gian dừng chân vận động tranh cử ở Pennsylvania. Bạn có biết hôm nay ông Trump sẽ gặp ai ở Mar-a-Lago hay không? Ông Orbán của Hungary, người đã tuyên bố thẳng thừng rằng ông ấy không nghĩ nền dân chủ có hiệu quả. Tổng thống Biden tuyên bố bản thân ông đang tìm kiếm một tương lai, nơi chúng tôi sẽ bảo vệ nền dân chủ chứ không làm suy giảm nó. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố mạnh mẽ rằng ông sẽ giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine chỉ trong vòng 24 giờ nếu quay trở lại phòng bầu dục, đồng thời tuyên bố sẽ ngồi lại với cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin để bàn về kế hoạch hòa bình. Kể từ khi bắt đầu cuộc tranh cử tới nay, ông Donald Trump vẫn thường chỉ trích các nước thành viên NATO. Tại sự kiện tranh cử bang Nam Carolina vào tháng trước, ông Trump nói sẽ không thực hiện điều khoản phòng thủ tập thể của khối này và sẽ khuyến khích Nga làm bất cứ điều gì họ muốn đối với thành viên nào không hoàn thành nghĩa vụ chi tiêu quốc phòng. Cựu Tổng thống Trump trước đây cũng cam kết nhanh chóng chấm dứt chiến sự Ukraine, dù ông không nói chi tiết về cách thức thực hiện. Tại một sự kiện tranh cử ở New Hampshire vào năm ngoái, ông Trump từng tuyên bố, ngay sau khi đắc cử Tổng thống, tôi sẽ giải quyết cuộc xung đột khủng khiếp giữa Nga và Ukraine. Trong một dịp khác, ông Trump cũng khẳng định rằng sẽ không mất quá một ngày để giải quyết chiến sự nếu được bầu. Bên cạnh các chính sách đối ngoại, ông Trump đã đưa nhập cư và an ninh biên giới trở thành vấn đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử, đồng thời thành công gây áp lực buộc Đảng Cộng Hòa từ chối thỏa thuận biên giới lớn vào tháng trước. Trong bài xã luận trên tờ Des Moines Register vào tháng 1, ông Trump tuyên bố sẽ sử dụng đạo luật ngoại kiều thù địch để loại bỏ những người được xác thực hoặc bị nghi là thành viên băng đảng, kẻ buôn bán ma túy hoặc thành viên băng đảng ma túy khỏi nước Mỹ. Trong video đăng tải trên mạng xã hội Truth Social vào cuối tháng 2 trước chuyến thăm biên giới gần đây, ông Trump cũng hứa sẽ thực hiện chiến dịch trục xuất nội địa lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Vị cựu Tổng thống cũng coi việc chống các băng đảng ma túy là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ thứ hai. Trong thông báo tranh cử vào tháng 11 năm 2022, ông Trump nói sẽ đề nghị Quốc hội thông qua luật để bảo đảm rằng tội phạm buôn lậu ma túy và buôn người có thể nhận mức án tử hình vì hành vi tàn ác. Ông Trump cũng tuyên bố sẽ xóa sổ các băng đảng ma túy bằng cách phong tỏa trên biển đối với các băng đảng, cắt đứt khả năng truy cập vào hệ thống tài chính toàn cầu của các băng đảng, đồng thời sử dụng lực lượng đặc nhiệm để truy lùng đầu não của các băng đảng này. Trong video tranh cử vào tháng 9 năm 2023, ông Trump đã công bố kế hoạch đóng cửa Bộ Giáo dục Mỹ để trả lại công tác giáo dục về cho các tiểu bang. Ông tuyên bố,
chúng ta muốn họ đảm nhiệm công tác giáo dục con cái của chúng ta, bởi vì họ sẽ làm công việc đó tốt hơn nhiều. Đồng thời cũng hứa sẽ giao lại trách nhiệm cho phụ huynh và trao cho họ tiếng nói cuối cùng trong giáo dục. Trong video tranh cử vào tháng 1 năm 2023, cựu Tổng thống nói sẽ ưu tiên tài trợ những trường học cho phép phụ huynh bầu hiệu trưởng, bãi bỏ cơ chế nhiệm kỳ đối với giáo viên thế hệ K-12, dùng cơ chế lương hiệu quả công việc để thúc đẩy chất lượng giảng dạy và giảm số lượng vị trí quản lý trong trường học. Hồi tháng 11 năm ngoái, ông Trump hứa sẽ thay thế đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng, thường được gọi là Obamacare, trong loạt bài đăng trên Truth Social. Ông Trump từng cố gắng làm điều này vào năm 2017 nhưng chưa thành công. Ông Trump phát biểu vào tháng 3 năm ngoái, "Tôi sẽ hủy bỏ mọi chính sách của ông Biden thúc đẩy việc thiến bằng hóa chất và mổ xẻ bộ phận sinh dục đối với thanh thiếu niên của chúng ta, đồng thời yêu cầu Quốc hội gửi cho tôi ký dự luật cấm mổ xẻ bộ phận sinh dục trẻ em ở tất cả 50 bang." Mổ xẻ bộ phận sinh dục là từ ngữ ông Trump dùng để đề cập tới các biện pháp khẳng định giới tính giúp một người thay đổi hình dáng bên ngoài hoặc các đặc điểm sinh dục để phù hợp với bản dạng giới của họ, bao gồm trị liệu hormone và phẫu thuật chuyển giới. Ông Trump nói thêm rằng ông sẽ ra lệnh chỉ đạo quan chức liên bang cắt giảm các chương trình thúc đẩy chuyển đổi giới tính, cũng như yêu cầu Quốc hội ngừng sử dụng ngân sách liên bang để trả cho phẫu thuật khẳng định giới tính. Ngoài ra, ông Trump cũng hứa sẽ tận dụng Bộ Tư pháp Mỹ để điều tra những người chỉ trích và các đồng minh cũ. Vào tháng 6 năm 2023, ông Trump tuyên bố, "Tôi sẽ chỉ định một công tố viên đặc biệt thực sự để điều tra ông Joe Biden và toàn bộ gia đình tội phạm Biden." Ông Trump cho biết trong một video tranh cử năm ngoái rằng ông sẽ khôi phục sắc lệnh hành pháp năm 2020 nhằm loại bỏ các quan chức bất hảo và đề xuất sửa hiến pháp để điều chỉnh giới hạn nhiệm kỳ đối với các thành viên quốc hội. Trong bài phát biểu vào tháng 9 năm 2023 tại Washington, D.C., ông Trump cũng thông báo sẽ chỉ định đội chuyên trách để ra soát bản án hình sự của những người mà ông cho là đã bị chính quyền ông Biden đối xử bất công. Động thái này có thể dẫn đến khả năng ân xá cho nhiều người bị kết án liên quan tới vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021. Trong nhiều video tranh cử, ông Trump nói rằng mình sẽ xây dựng những thành phố tự do để mở cửa trở lại biên giới, khơi dậy trí tưởng tượng của người Mỹ và mang đến cho hàng trăm ngàn thanh niên và những người khác, tất cả những gia đình lao động chăm chỉ, một cơ hội mới để trở thành chủ sở hữu nhà và trên thực tế là cả giấc mơ Mỹ. Theo kế hoạch của ông Trump, chính phủ liên bang sẽ xúc tiến xây dựng 10 thành phố mới trên diện tích đất chưa được khai thác của liên bang. Ông nói rằng các thành phố này sẽ giúp ngành sản xuất Mỹ phục hồi, mang lại cơ hội kinh tế, các ngành công nghiệp mới và một cuộc sống hợp túi tiền. Ngoài ra, ông Trump cũng hứa sẽ bãi bỏ các quy định mới về tiêu chuẩn khí thải ô tô của Cơ quan Bảo vệ Môi trường. Nếu có hiệu lực, các quy định này có thể yêu cầu 2/3 số ô tô được bán ra ở Mỹ vào năm 2032 là xe điện. Cựu Tổng thống từng nói rằng các chính sách liên quan đến xe điện của ông Biden đã đánh dấu cái chết của ngành công nghiệp ô tô Mỹ. Bên cạnh đó, ông Trump cũng hứa giảm giá năng lượng bằng cách tăng sản lượng trong nước. Tại cuộc tuần hành ở bang Nam Carolina vào hồi tháng 2, ông cam kết dỡ bỏ các giới hạn đối với xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Mỹ. Cũng tại sự kiện tuần hành ở bang Nam Carolina, ông Trump cam kết áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Trung Quốc và những quốc gia lạm dụng thương mại khác. Theo dự luật thương mại đối ứng Trump của cựu Tổng thống, ông nói rằng nếu các quốc gia khác áp đặt thuế quan với Mỹ, nước này sẽ lập tức đáp trả bằng mức thuế quan tương tự. Trong khuôn khổ chiến lược nhằm đưa việc làm trở lại Mỹ, ông Trump cũng hứa sẽ tiếp tục thực hiện chính sách nước Mỹ trên hết nếu đắc cử, như thiết lập mức thuế cơ bản chung cho phần lớn hàng hóa nước ngoài. Đề xuất của ông Trump còn bao gồm kế hoạch kéo dài 4 năm nhằm loại bỏ dần tất cả các hàng hóa nhập khẩu thiết yếu từ Trung Quốc, cũng như ngăn chặn Trung Quốc đầu tư vào Mỹ và ngừng các khoản đầu tư của công ty Mỹ vào Trung Quốc. Ông Trump hồi tháng 2 từng cho biết sẽ xem xét áp thuế lên tới 60% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc nếu tái đắc cử. Mới đây, ông Donald Trump đã được một công ty bảo hiểm đứng ra bảo lãnh trả khoản bồi thường 83,3 triệu đô la Mỹ trong lúc chờ kháng cáo phán quyết vụ kiện dân sự về hành vi phỉ báng. Trong đơn gửi lên tòa án Manhattan hôm 8 tháng 3, luật sư của ông Trump, bà Alina Habba nói rằng thân chủ của mình đã được bảo lãnh nộp phạt số tiền nhiều hơn mức 83,3 triệu đô la Mỹ phải bồi thường vì bao gồm cả lãi suất. Trong đơn, bà Habba đề nghị thẩm phán phê duyệt thỏa thuận bảo lãnh do công ty Federal Insurance thuộc tập đoàn bảo hiểm Trump đứng ra bảo đảm. Trước đó, ông Trump bị yêu cầu bồi thường 83,3 triệu đô la Mỹ cho nhà văn E. John Caron sau khi một bồi thẩm đoàn dân sự ở Manhattan kết luận rằng
ông đã tấn công tình dục và phỉ báng đối phương vì chối bỏ hành vi. Cựu Tổng thống quyết định kháng cáo, nhưng trước tiên phải nộp đủ tiền phạt hoặc được bên khác đứng ra bảo lãnh để đảm bảo thi hành án dân sự trong trường hợp thua kiện, nhưng ông không chịu hoặc không đủ tài chính chi trả. Việc ông Trump được bảo lãnh cũng đồng nghĩa với việc bà Carol, 80 tuổi, chưa thể nhận tiền bồi thường trong quá trình kháng cáo có thể kéo dài nhiều năm nữa. Hiện chưa rõ ông Trump đã thế chấp tài sản gì để được bảo lãnh nộp phạt. Neil Peterson, người sở hữu công ty bảo lãnh Peterson & Sons ở New York và không liên quan đến vụ việc, nói với Reuters rằng ông Trump gần như chắc chắn đã sử dụng tài sản có tính thanh khoản cao làm tài sản thế chấp. Đây không phải là khó khăn pháp lý duy nhất của ông Donald Trump. Cựu Tổng thống còn phải tìm cách có khoản bảo lãnh để kháng cáo án phạt 454,2 triệu đô la Mỹ trong vụ kiện của Tổng trưởng lý New York Letitia James. Trong vụ việc này, ông được kết luận là đã thổi phồng giá trị bất động sản. Luật sư của ông Trump đề nghị được nộp bảo lãnh 100 triệu đô la Mỹ và khẳng định rằng không thể tìm được bên nào chịu đứng ra bảo lãnh nộp phạt toàn bộ số tiền mà bà James muốn thu. Ông Trump cũng đang phải đối mặt với 4 cáo trạng hình sự khác, trong đó có các cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu số tiền bịt miệng trả cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels trước cuộc bầu cử năm 2016. Phiên tòa xét xử vụ việc này dự kiến diễn ra vào ngày 25 tháng 3 tới đây.